tâm như kim cang vì quyết định vào sâu tất cả pháp tâm như núi kim cang thiết vi vì các ma ngoại đạo không thể lay động được tâm như hoa sen vì tất cả thế pháp không thể nhiễm được tâm như hoa yêu đàm bát vì trong tất cả kiếp khó gặp được tâm như mặt trời trong sáng vì phá ám chướng tâm như hư không vì không thể đường đó là mười nếu các bồ tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được đại tâm thanh tịnh vô thượng của như lai Phật tử đại Bồ Tát có 10 sự phát tâm, những gì là 10, đó là tôi phát tâm sẽ độ thoát tất cả chúng sinh, tôi phát tâm sẽ khiến cho tất cả chúng sinh dứt trừ phiền não, tôi phát tâm sẽ khiến cho tất cả chúng sinh tiêu diệt tập khí, tôi phát tâm sẽ đoạn trừ tất cả nghi hoặc, tôi phát tâm sẽ trừ diệt khổ não của tất cả chúng sinh tôi phát tâm sẽ trừ diệt các nạn của tất cả đường ác tôi phát tâm sẽ kính thuận tất cả như lai tôi phát tâm sẽ khéo học chỗ học của tất cả bồ tát Tôi phát tâm sẽ ở nơi mỗi đầu sợi lông của tất cả thế gian, hiện tất cả Phật thành chánh giác. Tôi phát tâm sẽ ở trong tất cả thế giới đánh chống Pháp vô thượng, khiến cho tùy theo căn dục của các chúng sinh đều được ngộ hiểu đó là mười. Nếu các Bồ Tát an trụ trong Pháp này thì sẽ đắc được tâm đại phát khởi năng sự vô thượng của Như Lai phật tử đại bồ tát có mười thứ tâm cùng khắp những gì là mười đó là tâm cùng khắp tất cả hư không vì phát ý rộng lớn tâm cùng khắp tất cả phát giới vì vào sâu vô biên tâm cùng khắp tất cả ba đời vì một niệm đều biết tâm cùng khắp tất cả phật xuất hiện vì nơi nhập thai đản sinh xuất gia thành đạo chuyển pháp luân vào niết bàn đều thấu rõ tâm cùng khắp tất cả chúng sinh vì đều biết căn dục tập khí tâm cùng khắp nhất thiết trí huệ vì tùy thuận biết rõ pháp giới tâm cùng khắp tất cả vô biên vì biết các lưới huyễn khác nhau tâm cùng khắp tất cả vô sinh vì chẳng được tự tánh các pháp tâm cùng khắp tất cả vô ngại vì chẳng trụ tâm mình tâm người tâm cùng khắp tất cả tự tại vì một niệm khắp hiện thành phật đó là mười nếu các bồ tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được phật pháp vô lượng vô thượng cha nghiêm cùng khắp Phật tử Đại Bồ Tát có 10 thứ căn, những gì là 10? Đó là căn hoan hỷ vì thấy tất cả chư Phật tin không hoại, căn hy vọng vì nghe được Phật Pháp đều ngộ hiểu, căn bất thối vì tất cả việc làm đều rốt ráo, căn an trụ vì chẳng dứt tất cả Bồ Tát hạnh, căn vi tế vì vào lý vi diệu bát nhã ba la mật, căn không ngừng nghỉ vì rốt ráo việc của tất cả chúng sinh, căn như kim cang vì vì chứng biết tánh của tất cả các pháp căn kim cang quang diệm vì chiếu khắp tất cả cảnh giới phật căn không khác biệt vì tất cả như lai đồng một thân căn bờ mé vô ngại vì vào sâu mười lực của như lai đó là mười nếu các bồ tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được căn viên mãn đại trí vô thượng của như lai